Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Trong những chương trình ngày hôm nay thì Linh đang có mặt tại thôn Há Đề để có thể cùng với cả 9 hộ biệt lập trong cái khu vực thôn Há Đề để cùng với họ làm. Và trong những chương trình ngày hôm nay thì bà con ở đây thì họ cũng đang rất là hăng say khoan đá và đập đá để chuẩn bị những bước đầu tiên để khi mà chờ cái thời tiết ở vùng cao mà có mưa và có nước để bà con có thể chuẩn bị lại đổ đường. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì những bước đầu tiên thì bà con sẽ là chuẩn bị là đập đá, chuẩn bị sẵn hết những đá để mấy hôm nữa thì Linh sẽ mua máy nghiền cho bà con, thì bà con sẽ nghiền trước và sau khi là chờ có mưa cái là bắt đầu là mua xi về để cùng với bà con để làm đường. Trong thời gian vừa qua thì Linh rất là cảm ơn tất cả quý nhà hảo tâm đã luôn đồng hành và ủng hộ cho bà con ở khu vực thôn Há Đề, gửi những bao xi yêu thương và những số tiền rất là lớn để có thể ủng hộ cho bà con ở thôn Há Đề. Rất là mong là tiếp tục nhận được thêm những sự hỗ trợ từ quý cô bác. Hiện tại thì Linh đang ở đây thì rất là ồn, không thể nói chuyện được. Không biết là mọi người có nghe thấy tiếng của mình Linh không, nhưng mà hiện tại Linh thấy rằng cái tinh thần của bà con làm việc nó rất là hăng say thì Linh cảm thấy rất là vui và rất là ấm lòng. Xăng à? Thôi lại nạp thêm. Nói chung là nếu mà để khoan này thì nó rất là tốn xăng quý cô bác ạ. Hiện tại thì Linh cũng chỉ trích một phần tiền nho nhỏ của cái tiền ủng hộ xi cho bà con đây, để bà con có thể là có một chút xăng để bà con có thể khoan. Nó rất may là cũng có anh Xính sang để anh Xính giúp đỡ thì mới khoan được như thế này. Thế là anh Xá là biết khoan cho anh Xính.
Đang tập à? Thế bảo tập gì nhiều tí, không mai là anh bận là không ai khoan giúp đâu. Xong là anh sẽ dạy cho tôi tập. Anh Sai, cố gắng tập để mai còn khoan nhá. Sao? Khó quá. Hả? Anh không à? Thế ở đây có ai biết? Anh Sử cũng không biết à? Anh Lùng biết tập không? Ôi đấy, anh Lùng à? Không biết thì cũng phải tập biết thôi, giống như ở đội anh Xính này cũng phải tự tập thôi đúng không? Đấy. Nhìn họ làm một hình ảnh. Đấy, nhìn họ làm là biết thôi mà. Nói chung là cái này là vặn là tốc độ đúng không? Khi nó yếu thì vặn cái này đúng không? Yếu thì vặn cái này. Đấy. Khi nào nó yếu thì vặn này anh là... anh Xá. Lúc nó bị cái cặp rồi thì... Thật thì nó cứ mềm móc khi đi là. Đấy. Mở này mở to ra. Mình cảm thấy nó vừa rồi thì mình ấy. Sao tôi tạm mà khi ít vòng. Có vòng. Phải to đó vòng. Có vòng tạm mà xuống cầu rồi mà. Kiểu quay ngược lại để cảm giác nó hiểu nó máy nó nâng lên ấy. Cố gắng tập tí nữa là biết rồi mà. Thế nào? Cái này gì kệ nó. Cái này để nghiêng thế. Bà con thì trong buổi sáng ngày hôm nay là cũng đập được khá là nhiều đúng không? Mà anh xin là chồng bớt dên thì mẹ nào ấy, hay là hũ à? Chúng mẹ dưới tàu mà. Nên mà thì mẹ rồi, nếu là chồng mẹ thì mà nó cho bắt lại liền. Chị em phụ nữ cố lên nhá, chị chở nhá. Chị chở này đi là ai trông con ở nhà? Chị chở. Không hiểu à? Không hiểu. Nó thì tôi uống này từ do mình nhỏ nhau chưa? Mình nhỏ mua nó trông à? Đi trồng đáo lò. Ôi chị chở đây là hơn 1 tuổi thôi. Nhà chị chở là mấy đứa rồi? Hai đứa. Đây là con của anh Lùng à? Thế con nhà ai? Anh Lùng này mặc áo đẹp đấy nhở? Lùng này chắc cũng là Lùng không còn địch rồi. Anh Lùng, anh Xá, anh Sử, anh Tủa, chị Chở này. Mình còn sắp quen, sắp biết hết tên ở đây rồi. Bác gái là tên là gì? Không, em bé nói gì? Em bé nói gì? Hả? Ui giời, không nhớ tên nữa. Ui giời ơi. Hả? Không, tên của bác gái cơ mà. Kia Giang Xia Sinh là... chồng rồi. Hả? À, Giang Thị Dính đúng không? À, bác Dính, ui giời ơi. Không nhớ tên, không biết. Ui giời ơi. À, Giang Thị Dính. Các cô ấy, dần dần thì sẽ quen luôn. Chị Chở này, bác Dính này. Em gái tên là gì đấy? Chở à? À, cũng tên là Chở nữa đúng không? Phải không Chở? À, có bé nói gì à? À, cô Mỹ đây. Còn cô kia tên là gì? À, Thò Thị Thò. Hả? À. Thò Thị Ú á. Thế vừa bảo Thò Thị Thò đây. Thò Thị Phù. Thò Thị Phù á. Vù á. Vỡ vù vù á. À, Thò Thị Hờ ấy gì? Thò Thị Hù. À, Hù ấy gì? À, Thò Thị Hù. Tên độc lạ đấy. Đây, trên các bác rồi Linh hỏi một lượt nhưng mà Linh nhớ hết tên luôn.
Đây là anh Xá này, kia anh Lùng này, kia là anh Tủa này, dưới này là anh Sử này, chị Trở này, bác Dính này, em Trở này, bà Mỉ này, à bác Mỉ này, cô Hờ này, đó, cô Hù, đấy, nhớ hết tên luôn. Làm một tí nữa xong là cùng với bà con đi xuống nghỉ ăn trưa. Tí mình ăn trưa là ăn ở dưới cái nhà kia đúng không? Khu em đấy là bố mất rồi à? Bố mất rồi. Đây à? Mẹ đây à? À bố mất rồi. Đây là vợ đây à? Thế vợ của em đấy đâu rồi? Hai vợ chồng đi làm thuê hết à? Không đi làm ở nhà. Ở nhà thôi gì? Vẫn đi học á? Được, lấy nhau về vẫn đi học là được đấy. Anh Xá phải cố gắng lên tí nhá, tập để biết máy nhá, để biết cầm máy. Anh Lùng này khỏe đấy. Khỏe đấy. Nó cho bớt dân thì hát là chỉ ta rồi. Chính xa hay rồi. Nó chỉ ớt 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 các bác thấy à, anh Sử đang đập à, cái nêm đá to chưa? Dù. Nêm đá này mượn của ai về đấy? Mua về à? To nhờ. Đấy. Phải cái nêm đá to to này nó mới hợp này. Đấy. Úi dù. Được. Nhưng mà cái nêm đá này nó chỉ hợp là mấy chỗ mà nó có mấy cái lỗ trước rồi thì mình nhét vào mình đập thôi. Còn vẫn bắt buộc vẫn phải dùng máy khoan này. Đấy anh Xá nhìn anh Xính ở làm gì ở đấy. Đấy nhìn vặn ấy, tập luôn. Đấy Xính cho anh Xá xuống vặn luôn đi. Anh Xá xuống đi. Bây giờ cửa xăng nó chưa xuống rồi. Đấy xuống đi tập đi anh Xá rồi. Sáu à sáu à. Chẳng nông chỉ muốn đánh tôi ba à. U hù là tôi ba mà muốn chết là đấy. Chỉ bao mà chưa sáu. Này là nó cứ hết sang cái là nó kéo khó. Bác Dính à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Phao Dính à, trong niên mua nào chồng à? Hả? Mua nào chồng à? Cháu chồng xong rất là mà. Cháu chồng à? 60 tuổi, bác bảo 60 tuổi, tóc bạc hết rồi. Ôi dù, ú bỏ xa chồng xong, ú bỏ hát lùa bà. Lùa bà, ú bỏ tức khứ à. Bác gái bảo khứ. Cháu chán hết rồi, già này, không biết làm ăn kiểu gì. Cuộc sống khó khăn quá.
Ui. Ui. Con gái có tuổi nhưng vẫn khỏe lắm. Không nổ à? Thế thì lúc nào nó gần hết thì đừng để cho nó hết, xong mình lại đổ vào luôn nhờ, đúng không? Sao đấy? Trên này anh Lùng là đang đập bên phía trên này. Úi, nguy hiểm quá, nhìn đập đá sợ mắt không các bạn. Nhờ anh vừa sửa là hết là 600.000 đấy. Ấy. Sao ấy? Nóng quá à? À. Thực sự là thấy bà con đập đá Linh rất là thương các bác. Cái lực lượng nó quá mỏng, nó chỉ có 9 người thôi, mà phụ nữ thì nhiều hơn. Phụ nữ thì 5 người, còn cánh đàn ông thì chỉ có 4 người thôi. Đó, nói chung là rất mong là cánh đàn ông là cố gắng lên. Đó, vì mục tiêu, con đường của chúng ta, cánh đàn ông sẽ, nói chung là ai cũng vất vả như ai cả. Đập đá cũng mệt chứ không phải không mệt. Còn là ai khoan với cả đập thì mỗi người một việc. Rất mong là tất cả các bác xem qua được video này thì mọi người tiếp tục ủng hộ về cho bà con ở Há Đề
thêm những bao xi, những căn xăng và những số tiền để có thể mua được mì buổi sáng hay là mua được ít thức ăn để cho bà con có thể ăn, để hỗ trợ cho bà con để bà con có thể ra đây để làm. Tại vì bây giờ nó đang trong cái mùa dắt hạt, là đang mùa trồng ngô, bà con thì cũng hết ngô rồi nên là rất là khổ. Không có gì, thực sự là như nhà mấy nhà đây cũng có con nhỏ thì họ cũng cho con nhỏ ở nhà hết. Rất mong là mọi người xem qua video này, mong mọi người quý cô bác, quý nhà hảo tâm trên kênh của Thám Mê Linh, mọi người tiếp tục ủng hộ về cho bà con ở Hà Đề để có thể thực hiện ước mơ hóa giống như ở khu vực thôn Hấu Chua mà bà con ở thôn Hà Đề đang rất là mong mỏi. Cái cuộc sống của họ cũng rất là khó khăn. Họ đã rất là nghị lực khi mà họ đã phá được cái tuyến đường và làm được cái nền đường rồi. Đã mất 3 tháng để làm được cái nền đường mà bây giờ là đang trong cái quá trình là tiếp tục đập đá để nghiền đá. Rất là mong các bác xem qua được video này thì các bác có thể hỗ trợ cho bà con. Họ cũng đang rất là mong mỏi, nhờ Mỹ Linh làm cầu nối để giúp đỡ họ. Linh cũng rất là biết ơn khi quý cô bác, quý khán giả đã gửi tiền về để Linh có thể mua xi, mua máy nghiền, mua máy khoan để có thể giúp đỡ được bà con ở đây. May là cũng có anh Chính ở bên Âu Chua là anh cũng sang đây để giúp bà con đây. Mấy hôm nữa Linh sẽ trả tiền công cho anh Chính để cảm ơn anh Chính. Anh Chính là sang giúp bà con khoan đá với cả dạy cách bà con khoan đây. Rất mong là anh Xá xem được cách anh Chính khoan thì sẽ học được cái bài khoan của mọi người đây để có thể làm được nhiều công việc, đỡ phải lần sau đỡ phải nhờ đến mọi người đến giúp nữa. Được chưa? Lỗ đấy được cái gì? Rất may là cái tảng đá này nó có những cái khe các bác, nên đập rất là dễ. Khi mình tách ra, đá kiểu đá theo mặt trượt ấy, nó không giống như đá ở Hấu Chua. Đá Hấu Chua là cứ theo từng cục nên là rất là khó khoan. Đá này dễ khoan hơn một tí.
Đá này dễ khoan hơn đúng không anh Sinh? Ừ, dễ hơn nhờ. Đá này nó mệt hơn bên anh ấy. Nó mềm hơn ấy. Cái kia cứng hơn. Bố. Chết luôn. Tầm mấy giờ mình nghỉ ăn trưa nhỉ? Ít sáng nhỉ? 11 giờ ai nấu, ai đi nấu cơm rồi? Không có ai à? Thế bây giờ là có gì ở đấy rồi, để em xuống em nấu hộ cho. Mua mà mông nhỉ? À. Mẻ mén với cả cái gì nữa? Rau cải, rau cải nữa à? Rau cải là xào hay luộc? Thế anh tuổi đi nấu đấy hả? Ừ, ăn không à? To mũ mà mới khó to này chi. Thế nó đi nó tạo xói gì ô kia rồi bò. Ôi giời. Đi về cho con bú à? Mọi người là ai cũng là mang một nắm mẻ mén đến đúng không? Cũng mang một túi nết. Bà con đi làm đường đó, mỗi người mang một ít đồ ăn đến. Thương quá, chiều nay nếu mà Linh vẫn còn một ít thịt ở trong tủ rất là nhiều các bác. Đợt nọ Linh mua thì Linh chưa ăn hết đấy. Không thì chiều nay thì Mỹ Linh sẽ quay trở lại. Sau đó Linh ăn cơm trưa xong là chiều Linh sẽ quay trở lại và Linh sẽ mang một ít thịt cho bà con. Xong là gửi ít tiền của Mỹ Linh cho mọi người đi mua một hai kiện mì mọi người tự ăn. Tại vì mai ngày kia là Mỹ Linh phải đi Hà Giang có việc, nên là chỉ có Lử lên truyền tải. Thì rất mong các bác tiếp tục ủng hộ cho hai anh em. Đấy, đá này là không cần phải khoan luôn, đập luôn. Cái nêm đá này to lắm các bác, nêm đá khổng lồ ấy. Nêm đá này mua ở ngoài huyện có à? Ui dù, ui dù, cứng ấy. Nứt luôn. Cố lên, cố lên, cố lên. Khỏe lắm. Ui dồi. Đây, đổi tiếp. Anh Tủa hai con mà yếu ấy nhở? Anh Tủa là có mấy đứa con? À, bốn đứa. À, mỗi Sử là hai đứa. Còn anh Xá đây cũng là bốn đứa. Đấy. Quả này là nó vỡ to luôn đấy. Mình đập vào đây mà nó vang tiếng ra tận núi bên kia nhỉ? To đấy. Đấy, cố lên. Lại đổi tiếp. Anh Tùa. Tiếp. Không, mai vào em bảo Lử mua cá mắm cho nhá. Ăn cá mắm nhá. Nó ngay rẻ, nên cho phong nó ngay rẻ tao đâu. À, ăn được cái gì? Mỗi anh Xính đây là gặp cá là anh Xính sợ rồi. Tí lòng ní nó chỉ tăm rẻ. Hả? Ua. Mất công rồi mà hốt đây rồi. Đi đâu rồi?
chưa? Nhá, gái cũng gái thế rồi mà. Chắc là bây giờ biết rồi, gần nhà tôi mà nó đây mà. Bây giờ chắc là bây giờ cháu phải ủi tập tốt kê đi cho thân môn mà chụp tàng. Vỡ luôn. Nó bắt đầu nứt rồi đấy. Cái nêm đá ở bên mà Bảo Lâm này nó chắc hơn nhờ đúng không? Bên đấy nó chắc hơn, cứng hơn. Còn bên này vào đấy là... Đập một tí là cong hết rồi. Mọi người đang nghỉ một lát đây. Đang chờ... À, các anh đàn ông là đập nốt để lấy đá ra để đập tiếp. À, chỉ con đi học về à? Bị làm sao? Hả? À? Hả? Này thao dịu lòng chân mỏ hả chị dông? Chân mỏ là lý nhà lử. Đứa này á? À? Đứa này hai đứa là vừa đi học về đây. Nếu chân mỏ hả? Chân mỏ hả? Ừ. Có nghĩa là chân... Nhưng mà xinh. Đây đứa này à? Con ở nhà anh xa à? Hả? Em. Nhưng bị làm sao? Lử. Mỏ hâu, cái hâu đi rồi mà. À, chị mỏ thấy chân mỏ hâu. Chân mỏ hâu rồi mà. Đó, thao dịu là chân mỏ hả? Chân, chân à, này à. Mình là chỉ xỉ lấy cho nè. Nghĩa là ở trong... Cái âm đạo á? Hình như là gục kín lên đây. Gục kín lên là nó... Chỉ mất bảo là hay dạ? Bảo mất mà xỉn cháu phơi. Xỉn cháu phơi. To mê mê á? Mê mê á? À... Thế đi bác sĩ bảo nào? Bác sĩ bảo là... 8 tuổi á, cho đi. 8 tuổi nhưng bây giờ mấy tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi, thế còn lâu? 8 tuổi thì... Thế thì cứ đợi đi. Phải đợi 4 năm nữa. Đợi thì sợ sợ nó lớn đúng không? Lớn thì sợ hổ. Nhưng mà nó đi vệ sinh được chưa? Đi vệ sinh được thì bé tí thôi. À, thế cứ làm đường đây xong mấy nữa để em xét cho nhá. Đây anh Xá đang nhờ bảo là xem có hỗ trợ giúp đỡ được chỗ con anh Xá đây được không? Bảo là con anh Xá đây là cái âm đạo nó bị làm sao các bác, Linh cũng không rõ. Nói tiếng Mông thì bảo là nói chung là nó không được bình thường lắm như các bạn cùng trang lứa. Đó. Nói chung là Linh nói âm đạo thì hơi ấy chút là vùng kín nhá các bác nhá. Xin lỗi các bác. Nhiều lúc là Linh cũng dùng từ nó không được hay ho lắm. Chắc là mỗi vùng mỗi khác nên là mong là các bác thông cảm. Không, 8 tuổi chưa xấu hổ đâu. Bây giờ lớn lớn như này còn đi cắt bao quy đầu cơ mà. Chào mới à? Nhi lên cho chín anh rồi là một chia à? Chia cắt bao quý đầu là chỉ chào mới là mới gì à? Chia lại à? Có một tranh à? U từ lại u chỉ chào mới là mới gì nào? Ôi lại chứ giờ chỉ lại. Này có một tranh hàng gì hết rồi cậu? Ấy chiều cắt ba quy đầu ấy con. Thế là hai đứa này là con của nhà anh Xá hết à? Hai đứa ở đây đứa lớn à? À đứa lớn đứa út đây. Để đi bộ về. Đi về nhá, xong bố mẹ là cố gắng làm được đường này sau này đi bộ đỡ vất nhá. Đấy, đi bộ ấy các bác, thấy chưa? Mong sao là sau này cái cuộc sống của các em nhỏ như thế này họ sẽ được thay đổi. Cho xuống thấp thấp tí à, cho xuống cái lỗ đấy. Anh Xá kéo đi, tập kéo đi. Kéo mạnh lên, tập lên nào, khỏe lên nào, bốn đứa con này. Giống như anh Xính cũng bốn đứa con đây.
kéo tay bên kia chứ. Sao yếu nhờ, để em thử nào. Đông tay quá, hôm qua tại mình không làm mấy các bác. Chưa xa đi. Đông tay thật các bác. Nó mất tệ tà. Còn trò này nhỏ thì nó cái chỉnh cái hướng xăng thôi. Thôi nhờ lửa nhà mình đi xuống nấu cơm cho mọi người đi. Cứ mở lúc trên là khi rau rồi. Thì mù chê à, mù chê, của tao bội. Được. Nhớ mua mà không mập không? Nói chung là mọi người làm tiếp xong là Linh với cả Lử sẽ đi lấy nước của bà con này cầm đi uống này. Nước bể ấy. À, bà con lấy ra uống mệt. Ơ lửa ơi, lửa ơi. Đấy, trẻ con đi học về đúng không? Đấy, ôi dồi. Còn túi rau này nữa lửa. Đây rau cải bà con. Đấy, đi luôn cái khởi tấu này đi. Đi xuống là nấu cơm cho bà con ăn cơm trưa. Cân của chị Hu à? Bao tuổi rồi à? Ui dồi, đi học về này. Không cả. À, thế chị đưa đi về xong à, đưa về ăn cơm xong tí nữa là ra là làm tiếp nhá, ít nhỏ các tụ rồi nhá. Đấy, một tí. Nói chung là bây giờ mới bắt đầu phá đá với cả nghiền đá này thì nó hơi vất một chút. Linh cũng nói với cả các cô bác với cả mấy anh chị đấy rằng là chúng ta phải cố gắng lên. Hôm nay được một ít, ngày mai chúng ta làm tiếp, ngày kia chúng ta làm tiếp. Và dần dần thì chúng ta sẽ tập kết được rất là nhiều đá. Và lúc đó thì chúng ta chỉ cần máy nghiền đến hơn là chúng ta bắt đầu nghiền thôi. Nghiền xong cái là Linh có thể mua thêm những tấm tôn ấy, tôn sắt ấy, về có thể lồng lồng từ trên thôi. Chúng ta thả bột đá từ phía trên kia xuống thì nó rất là nhanh. Bà con để làm được cái nền đá này là cũng quá là khủng khiếp ấy. Đây, đi xuống nấu nhà của một người dân ở trong này. Bà con thì vẫn đang làm tiếp. Đây mọi người có nhìn thấy này. Mọi người thấy khiếp chưa? Toàn đá là đá thôi. Để trồi được có một tí đất thì chắc là rất là khó luôn. Không biết có ai nhỉ? Có cậu bé ra. Tối không? Đây nấu luôn đây này lửa. Không biết có điện không? À có. Ui nhưng mà tối lắm. Thôi,
nấu tạm lên được, tối tối không sao. Đây lấy rau ra rửa đi. Đây cái chảo của họ ấy, không biết là trong này có cái gì ấy. Cơm rang à? À rau, rau xào ấy. Tí mình xào cái rau đấy cho họ ăn được. Cứ rửa rau á. Lấy rau ra rửa đấy. Có cái chậu ấy. Đây là thêm cả bó rau này nữa lửa. Tí rau đấy xào, rau này ấy, họ hái cả rau thơm nữa này. Đấy, lấy rau rửa đi. Rau bà con mang đến đấy các bác. Đây họ còn mang thêm một ít mẻ mén này. Đấy, trong này là mẻ mén nhá. Bà con đi làm đường ăn này làm sao mà có sức để làm ô. Chiều để Linh mang thêm ít thịt ở trong tủ mà Linh mua để dự trữ khi nào buổi chiều tối mà Linh với Lử đi quay về ấy, thì hai anh em nấu ăn ở nhà Mỹ Linh luôn. Nhưng mà cũng là đi bản suốt thì cũng ăn bà con thì về cũng chả ăn mấy. Lùi xe đó. Ừ, lùi. Ui dồi. Lá cây rửa bát đi các bác. Linh nghĩ ở trong này họ có bột giặt rồi nhưng mà sữa rửa bát nhưng mà không có. Dùng Omo rửa cũng được. Điền ai đi rửa này, bột giặt. Đi rửa cho nó hết mỡ rồi. Thiếu quá. Mai chắc mà mai ra thôi anh đi mua đồ xong anh đưa cho Lửa, Lửa mang vào đây trong nấu ăn cùng bà con, bắt bà con là ăn nó phải sạch sẽ đi nhá. Ok. Nó đảm bảo vệ sinh, tại vì mình cũng ăn đấy, đúng không? Mới cả thay đổi nếp sống của không, bà con. Không, bây giờ phải dùng bột giặt rửa đi. Bột giặt rửa đi. Ừ, bột giặt rửa đi. Không có. Hỏi co đấy nào. Ôi dồi ôi. Cứ đun nước lên, đun là cái chảo này. Thế đun lên cho nó nóng lên, rửa sạch. Quá. Đấy còn tiết kiệm nước nữa cơ. Ê mới khó. Có cần rửa không con? Đây là không có củi luôn ấy, đốt bằng cái cây ngô khô này. Tại vì bà con bây giờ đang làm đường, không ai nấu cơm được. Linh chỉ quay phim nên Linh có thể xuống nấu được. Cái này bị cháy rồi. Cho rau vào đi. May xin được một ít tăm mỡ của nhà bên cạnh để nó xào cho bà con dễ ăn hơn. Ừ, chắc không có. Cho xuống, tí nó bẩn nữa nhỉ. Ừ. Chỗ này đèn hơi tối. Ừ, gió lại tí phải đóng cửa. Ừ. Nên là cố gắng để mình kiếm mà mua được cái bếp ga ấy. Ừ. Và nó nấu nó dễ.
Cho chú đi đóng cửa trước nữa. Đấy, đỡ khói ăn. Sao lo lắm rồi. Ờ, nó về rồi đấy nhờ. Xong rồi đúng không? Về rửa tay chân đi. Cái gì đấy? Khẩu trang à? À, mèn mén đi. Củi đi. Chắc bày ra đây ăn luôn nhờ anh Xá nhờ. Ăn tạm luôn nhờ. Trưa mình ăn tạm bình thường thôi anh nhờ. Đang chờ rau, nồi canh rau sôi nữa là xong rồi. Mèn mén này. Đấy, rửa tay chân đi. Ờ, anh Xính, cố gắng lên nhá, vất vả anh Xính nhất đấy. Các chị em phụ nữ đâu rồi? Không ăn ở đây à? Úi ôi. Đây vừa lử nhấc xuống, nóng quá thì thành ra cái nồi canh này nó hỏng à. Không dùng đến. Thôi, ăn tạm thế được, không sao đâu. Khô quá thì mình chan nước lá. Ấy. Vừa xin được một ít tấm mỡ về. Vào đi, vào đi. Đủ chưa? Vào đi, vào đi. Em ơi. Đó, nè mấy ưu. Đấy, vào ăn cơm đi, bảo có bé về ăn cơm, nó mỏ đi. Anh Lùng ơi. Giống anh Lùng còn tí nhìn nữa. Ê, ngồi đây em ơi. Mỗi người ăn tí. Chống đói buổi trưa. Thôi ăn đi nhá. Ăn đi, của ai người ấy tự múc nhá. Ôi. Chỉ múc của mà làm thôi nhá. Đây nào ơi. Đây. Người ta bảo đi. Ăn nhá. Mời tất cả các bạn ăn cơm với bà con. Ăn đuối, ăn tật, ăn đuối. Chảo nó trở đây. Sao nó trở đây. Đấy, để chia ai múc thì múc. Nè, nhường cho thằng bé cái bát này. Đấy, đây, cho thằng bé đi đi. Này các bác, bát đũa thiếu, nếu nữa mua vào. Ăn tạm nó xin nhá. Thôi vất vả chứ. Tí lấy nước lá chan thôi. Nóng quá lửa nó không cầm được. À, mời các bạn ăn cơm. Bán nước lọc ấy. Ừ, chắc mình không ăn nhiều tí, nhai to quá. Tí để làm tiếp nhỉ? Nghỉ tí thôi. Lấy sức. Chưa xong cho em nghỉ giải lâu 30 phút là bắt đầu thôi. Ừ, đúng rồi.
Đâu tôi. Ăn thịt mạnh đấy nha mấy anh em nha. Cái chín chua mà một bầu bắt sâu. Video buổi sáng kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo.